Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay có một chiếc xe Galaxy nhé, mới tinh, khách từ Hà Nội gửi về để làm nhé. Đây. Đây. Đây là full chiếc xe luôn. Bây giờ tôi sẽ làm và tôi hướng dẫn đến tất cả anh em cách lắp đặt và đấu nối nhé. Rồi, trước tiên là mình phải định hướng là mình định lắp động cơ bánh trước hay động cơ bánh sau. Ví dụ những cái dòng xe như thế này đấy, thì chúng ta sẽ có hai phương án, đó là lắp động cơ bánh trước, hai là lắp động cơ bánh sau. Nếu là bánh sau thì mình phải sử dụng bánh sau líp tầng nhé, vì động cơ bánh sau nó có hai loại là động cơ líp tầng và động cơ líp đơn. Vì ở đây xe sử dụng líp tầng mà, thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải dùng động cơ líp tầng. Hiện nay bên shop là cung cấp động cơ líp tầng với cái líp là líp vặn gen nhé. Nếu trường hợp mà clip thả ấy, thì bắt buộc anh em phải thay cái clip thôi. Đấy, thì những cái điểm lưu ý giữa lựa chọn động cơ clip tầng này thì tôi đã làm khá nhiều video rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo lắp cái xe này nhé, và ráp cái xe này. Thì ở đây khách người ta lựa chọn là động cơ bánh sau nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái bánh sau này ra và ráp chiếc xe này nhé. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ phải lật ngược cái xe này lại để thao tác cho nó đơn giản nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái đĩa phanh này ra nhé. Còn việc tận dụng được cái đĩa phanh này hay không thì khi chúng ta lắp vào động cơ thì chúng ta tính sau. Rất là tiếc cái vành này khá là đẹp nhưng mà nó chỉ có 32 cam xe thôi nên không tận dụng được vào cái vị trí lắp cái động cơ nhé. Vì động cơ bên shop bán ấy, nó phổ thông, nó sử dụng toàn là 36 cam xe thôi. Nên anh em lưu ý nhé. Nên việc chúng ta làm với cái bánh này, chúng ta phải tháo cái này, cái đĩa phanh này, đấy, cái líp và cái xăm, cái lốp. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy ra để tận dụng. Còn cái vành này chúng ta sẽ thay một vành khác nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành tháo cái líp này ra. Rồi, sau khi anh em mình sẽ tiến hành tháo cái ốc côn ở đây rồi nhé. Chúng ta sẽ giữ kìm ở bên này, kẹp cố định ở bên này, chúng ta sẽ tháo được bên này rồi nhé. Sau khi tháo được cái ốc côn của cái clip này ra, chúng ta sẽ tiến hành tháo được con clip này. Đây, chúng ta sẽ dùng cái đầu tháo cái clip nhé. Vào đây. Đấy. Chúng ta sẽ tiến hành tháo clip này. Con này đang nó hơi sâu. Đấy, rồi. Như vậy chúng ta đã tháo xong cái clip 8 tầng rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng. Còn là clip 8 tầng nha. Như vậy chúng ta đã tiến hành tháo xong được cái clip 8 tầng này ra nhé. Chúng ta tận dụng vào cái động cơ, đúng không?
Giờ chúng ta sẽ bước tiếp theo, đó là tháo cái xăm cái lốp này ra nhé, để chúng ta tận dụng nhé, bằng cách chúng ta xì hết hơi và móc lốp thôi. Cái vấn đề này chúng ta làm khá nhiều video rồi, chúng ta có thể tháo hẳn chân van hoặc xì hơi, xì hơi để tháo cái cho hết hơi, rồi sau chúng ta sẽ tiến hành tháo cái xăm cái lốp ra nhé anh em nhé. Sau khi anh em đã hoàn thiện một cái bánh xe nhé, đã rút cam động cơ, đĩa phanh và líp 7 tầng hoặc 8 tầng cho anh em cho vào rồi nhé, thì anh em sẽ hướng đến là sẽ cho cái động cơ này vào, lắp vào vị trí này. Đấy, lắp vào đúng nguyên bản của nó thôi. Nhưng trước tiên ấy, để lắp vào được thì anh em tháo cái phần củ heo này ra nhé, thì để tránh trường hợp nó vướng. Còn củ heo này chúng ta sẽ căn chỉnh và lắp sau. Đấy. Đây, đây là chính mình củ heo này. Anh em sử dụng cái lục lăng này, anh em tháo ra nhé. Ở đây tôi đã tháo nơi là khá là lỏng lỏng thôi. Đấy, anh em tháo ra. Sau khi mà chúng ta lắp căn chỉnh cái bánh xe nó vào đúng được vị trí rồi, thì chúng ta mới tính tới lắp cái củ phanh này nhé. Đấy, rồi. Sau khi anh em mình đã tháo cái củ heo ra rồi nhá, hay củ phanh này ra nhá, chúng ta sẽ tiến hành đưa cái bánh xe mà mình đã cân bằng sẵn vào cái vị trí mà bánh sau này nhá. Đấy, thì đối với cái dòng động cơ mà mình lắp gọi là động cơ líp tầng đấy, xe thể thao, thì anh em lưu ý là các cái đĩa này, đĩa phanh này, líp này, chúng ta cũng vặn sẵn vào nhá. Thì ở đây là các cái đầu ốc này, bu lông hoặc là lông đen thì chúng ta chưa vội cho vào nhá. Chúng ta trước mắt thì phải ướm vào vị trí đã, sau đó dựa trên cái khoảng hở của cái háng này để chúng ta chèn lông đen sao cho nó hợp lý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho vào nhé. Đây, anh em sẽ kéo cái xích lên này. Đây, cái này khá là đơn giản đó, kéo cái xích này lên. Xong rồi luồn dây qua này. Luồn dây qua này. Đấy. Rồi cho động cơ vào. Rồi. Và anh em nhớ là lưu ý là mọi cái căn chỉnh ấy là làm sao để cái phần háng này này, cái lốp này này nó phải nằm chính giữa này. Đấy, để chúng ta sẽ chèn lông đen làm sao cho nó hợp lý. Sau khi mà anh em đã cho cái bánh xe vào vị trí rồi nhá, thì anh em sẽ áng cái vị trí lông đen tùy đường xe nhá anh em nhá. Có xe thì nó dùng líp 5, 7 tầng hay là 8 tầng đấy, thì chúng ta sẽ chèn nhiều hay ít lông đen. Đấy, thì ở đây thì như xe này nó 8 tầng lên, thì tôi sẽ dùng khuyên này và hai lông đen ngoài này. Bên này tương tự như vậy này, cái khuyên nhẫn này, đấy, một khuyên nhẫn này, đấy. Thì bên này bao giờ có một cái khuyên nhẫn màu cam cam màu vàng này nhá. Rồi sau đến một cái lông đen thẳng này, một lông đen vênh bên trong. Đấy. Và sau khi mà chúng ta đã xác định được vị trí rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái tay cánh tay đòn nào đấy, chúng ta kích nhẹ nó sẽ vào thôi. Đây. Đấy. Đấy, anh em sẽ hơi kích như này nó sẽ vào được. Đấy. Rồi, tôi sẽ tiến hành tôi làm nhá. Đây anh em nhìn nhá, khi mà chúng ta đã định hình tất cả các vị trí lông đen rồi ấy, thì khi mà nó hơi căng ấy thì chúng ta có thể dùng các cái bẫy chúng ta cậy này này, bẫy này bạn này này, nó sẽ há miệng ra nhá. Đấy, để rồi chúng ta bạn vào đấy, thế là nó vào thôi. Rồi đấy, tương tự như bên kia cũng vậy nhá, chúng ta sẽ làm hai bên mà nó sẽ vào được, và nó lúc đầu nó mới khá căng, sau này khi mà chúng ta lắp vào rồi nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Anh em nhìn nhé, sau khi mà anh em mà đã cho cái bánh xe nó vào ấy, thì anh em để nhìn thấy không, cái khoảng cách háng ở đây này, nó sẽ lốp này nó sẽ nằm ở chính giữa luôn cái háng này nhá, háng sau này, này. Đấy, đây về phía bên này, ở đối với xe này thì tôi cho cái lông đen khuyên nhẫn vào trước này, rồi lông đen phẳng này, lông đen vênh này,
Thì tùy nhá, có một số xe có khi anh em mình chỉ chèn một lung đen này thôi, và lung đen bên này lại nằm ngoài. Tức là mình sẽ tùy cơ ứng biến anh em nhé, không phải là mình cứ nhất thiết xe này là phải hai lung đen, xe kia là ba lung đen đâu nhá. Mình phải tùy cơ ứng biến để mình chèn làm sao để cái lốp này này khi lắp vào nó phải nằm chính giữa này. Đấy, anh em nhìn thấy không, đây này, cái độ hở của nó phải bằng nhau. Đấy, thì khi đấy mình đạp nó mới nhẹ và nó không bị láng nhá. Tương tự như vậy này, thì bên này thì tôi trùng một lung đen, thẳng một lung đen vinh cũng bên trong. Đấy, giờ chúng ta chỉ việc bắt hai cái bu lông bên ngoài nữa là xong thôi, thì là chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần lắp bánh xe, bánh động cơ phía sau nhá. Thì chỉ muốn nhắc nhở anh em cái phần lưu ý lắp đặt cái động cơ bánh sau này. Và khi mà anh em lắp xong ấy thì lưu ý nhá, chúng ta sẽ để ý tới cái phần củ phanh nhá. Thì khi mà lắp tới cái phần củ phanh này thì thông thường chúng ta sẽ ướm cái phần má phanh trước, và lúc này ở đây này nó có khoảng hở đây này, để chúng ta sẽ chèn thêm một hai lung đen nhỏ nữa là chúng ta sẽ bắt nó sẽ là rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó cả nhá anh em nhá. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lắp cho nó gọn luôn cái xe này nhá. Sau khi anh em vặn căng cái bu lông này nhá, đấy thì chúng ta sẽ tiến hành lắp. Bên này là không có trục dây này, chúng ta sẽ lắp cái núm cao su để trang trí này. Đấy, rồi tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái phần còn lại nhá. Bên này cũng vặn căng bu lông này, vặn căng cái bu lông bên này. Sau đó chúng ta sẽ luồn một cái đây, chúng ta sẽ luồn cái cao su này vào và che luôn cái bu lông này cho nó đẹp này. Anh em lưu ý nhá, là khi mình lắp đặt ấy thì cái điểm khuyết của cái dây đây này nó phải hướng lên trên nhá, để khi mình lắp xong ấy mình dựng xe ngược lại thì cái phần này nó sẽ úp xuống, như vậy nó tránh được cả nước mưa nữa. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm nhé. Đấy, rồi như vậy là chúng ta xong rồi này. Rồi thông thường ấy, một cái gói hàng mà mình đi kèm ấy bao giờ nó gồm một túi bu lông và cái chân rắc nhựa này. Thông thường ấy mình không bao giờ mình ráp cái rắc nhựa vào trước, vì khi chúng ta lắp cái rắc nhựa này vào trước này thì chúng ta sẽ không xuyên được cái bu lông hoặc lông đen vào để bắt. Thông thường chúng ta phải bắt buộc là phải lắp hết các cái bu lông này, lông đen này vào xe xong xuôi chúng ta mới dùng tới cái rắc nhựa này nhá. Rắc nhựa này chúng ta sẽ cắm vào ướm ở cái phần đấu với IC nhá. Rồi bây giờ như vậy chúng ta đã hoàn thiện rồi, chúng ta sẽ tiến hành lắp cái đĩa phanh nữa thôi. Đây nha anh em nhá, đến cái phần mà lắp cái củ phanh này này thì anh em lưu ý nhá. Đấy, chúng ta sẽ chèn thêm một lung đen hoặc là hai hoặc ba lung đen bên trong này này, tùy trường hợp mà cái đĩa này nó cách xa cái khi mình lắp vào ấy, thì thằng đĩa này nó gây ra cái trường hợp mà cái củ phanh này nó cách xa cái phần trục bắt nhá, thì chúng ta bắt buộc phải làm vậy thôi. Đấy, rồi như vậy chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần bắt động cơ với phần củ phanh nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo, đó là bắt tay ga với tay phanh, rồi là hộp đựng IC vân vân. Bây giờ sau khi anh em mình dựng xe lên thì chúng ta sẽ tiến hành tháo hai cái tay phụ của cái xe này ra nhé. Nếu trường hợp mà không muốn tận dụng lại cái tay phụ này chúng ta cắt bỏ thì sẽ rất nhanh, còn nếu trường hợp không cần thì chúng ta phải rút ra nhé. Nếu có máy khò này, khò nóng thì rút ra nó sẽ nhanh hơn. Thôi, chúng ta sẽ dùng tay để kéo nha. Rồi nhá, như vậy chúng ta là tháo được xong một tay phụ nhá. Tương tự như vậy chúng ta tháo nốt tay phụ còn lại nhá. Đây là tay phụ còn lại này, chúng ta lại tháo. Rồi, sau khi chúng ta là tháo xong hai cái tay nắm của nguyên bản của theo xe nhá. Đây, thì giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp tay ga vào. Đây chính là cái tay ga nhé. Giờ chúng ta sẽ lắp cái tay ga này vào này.
muốn lắp tay ga nào vào, chúng ta sẽ lấy cái ốc của cái lục lăng này ra nhé, để chúng ta sẽ cho vào. Đây này, nếu chúng ta không lấy thì chúng ta sẽ không bao giờ mà lắp được anh em nhé. Đấy, lấy lỏng cái ốc này ra. Có nhiều trường hợp mà cái một số xe khi đồng này khá to, chúng ta tháo bắt buộc chúng ta có thể chúng ta phải tháo hẳn cái khuyên nhôm này ra trước, lắp khuyên nhôm trước thì chúng ta sẽ lắp được cái phần tay ga vào sau mới được nhé. Lâu rồi. Hôm qua cháu đưa tiền rồi đó. Dạ vâng. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đút cái tay ga vào nhé. Sau khi chúng ta cho tay ga chính vào, chúng ta sẽ vặn chặt cái vít lục lăng này ở đây nhá, giống như cái chúng ta vừa tháo lỏng đấy. Tiếp tục cái phần tay phụ này chúng ta sẽ nhét vào. Với tay phụ này anh em chỉ cần cho một chút nước rửa bát vào đây nhá, rồi chúng ta cho vào là khá là đơn giản thôi. Rồi anh em chỉ sau khi cho một chút nước rửa bát vào đây, chúng ta sẽ đẩy cái tay phanh là tay phụ này vào khá là nhanh thôi. Rồi sau khi chúng ta đã lắp xong phần tay ga chính này, tay ga phụ này, tiếp theo chúng ta sẽ lắp đèn nhé. Nếu mà anh em thích lắp đèn, chúng ta sẽ lắp đèn. Thì đèn chúng ta sẽ là xe nào chúng ta lắp ở đây vị trí này nhé, tận dụng ngay cái vị trí bắt cái chắn bùn đây này. Rồi chúng ta sẽ tháo cái ốc của phía chắn bùn trước rồi nhé. Đây là cái đèn L4 nhá, chúng ta sẽ tiến hành bắt vào. Bao thì giữ nguyên đấy, vị trí này nhá. Tiện thể nó đang chỉnh lại nó chắn bùn sai đó nó đẹp. Rồi anh em nhé, vặn tí rồi vặn cái ốc công như này là xong rồi. Là xong cái đèn rồi. Giờ chúng ta tiến hành đấu đèn nhé. Do cái đèn này nó dây nó khá là ngắn này anh em nhé, chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ đấu 2 dây thôi. Và chích ở ngay luôn ở trên tay ga này này, thì nó sẽ khá là tiện luôn. Và chúng ta sẽ đi dây làm sao cho nó gọn nhé.
Đây, chúng ta phải đi dây như này để gọn này. Rồi, ok đây. Chúng ta phải gắn này, chúng ta phải chích ở ngay trên tay ga đây nhé. Chúng ta cắt cẩn thận, không lưu ý là có thể nó gây đứt dây bên trong. Nếu mà chúng ta tận dụng phương pháp chích dây này thì chúng ta sẽ không phải mất thêm một đoạn dây nào đi từ đầu đèn này xuống IC và từ IC ngược lại đầu đèn nhé. Nó sẽ khá là tiết kiệm mà nó gọn dây, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây, đoạn chích của chúng ta đây. Chúng ta sẽ bắt đầu chích tiếp nha. Chúng ta cắt thêm tí nữa. Đây, chúng ta sẽ tận dụng cái dây vàng nhé. Anh em kéo cái dây vàng ra này. Đây, lấy dây vàng ở tay ga nhé. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ cắt đôi cái dây vàng này ra này. Đấy, rồi. Cái dây vàng mà ở từ điểm cắt này mà đi lên tay ga. Đi lên tay ga nhé. Thì chúng ta sẽ đấu vào dây đỏ của đèn. Đấy. Dây vàng từ điểm cắt này. Đấy, sẽ đấu vào dây đỏ nha. Thì lúc này cái dây vàng từ đây đi xuống cái cuối điểm rắc thì nó sẽ là cái dây nối dài thôi. Mình sẽ không mất một đoạn dây nối dài nào cả. Chúng ta làm như này sau này cả có hỏng đèn chúng ta thay thế khá là tiện nhá. Đây. Rồi đi chúng ta mà co nó co lại thôi. Tương tự như vậy, cái dây vàng này này, là dây cắt mà tính từ điểm cắt này tới nó sẽ đi về phía cụm dây thừa này, dây dài thừa này. Đây, nó sẽ đi xuống dưới đây này. Đấy, thì chúng ta đấu vào dây đen nhé. Thì lúc này dây vàng mà ở điểm cuối của tay ga này, nó đóng vai trò sẽ là âm nguồn nhé, cấp cho đèn. Rồi chúng ta tiến hành đấu nốt cái phần dây đen của tay ga nhé. À, dây đen của đèn nhé. Rồi như vậy chúng ta đã xong phần đấu đèn rồi. Và tôi sẽ nhắc lại anh em cách đấu đèn nhé. Đó là sau khi mà mình cắt chích ra và cắt đôi cái dây ở tay dây vàng ở tay ga ra thì chúng ta sẽ tính này, dây vàng từ cái điểm cắt mà đi lên tay ga thì chúng ta sẽ đấu vào dây đỏ của đèn. Và dây còn lại, phía đầu còn lại mà bị cắt ấy của dây vàng đấy, chúng ta sẽ đấu vào dây đen của đèn. Đấy, như vậy chúng phần này chúng ta đã xong nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành đến phần đấu nối phần IC đây, pin. Cái bộ chúng ta tiếp tục sẽ đấu này, phải gồm cái túi da sẽ treo ở đây này, IC này, pin là xong. Thì như vậy cái phần này chúng ta sẽ áng dây làm sao cho hợp lý nhá. Đây, chúng ta đến đây chúng ta cắt luôn. Thông thường ở đây tôi hay chế rắc luôn cho anh em rồi, nhưng mà ở đây tôi làm cho khách thì tôi sẽ cắt luôn bình thường đi. Bởi vì anh em làm mỗi xe thì nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau. Đấy. Rồi. Đây, chúng ta sẽ đấu 3 dây đỏ này, xanh lá đen trước nhé. 3 dây này gọi 3 dây tay ga. Rồi chúng ta sẽ luôn ống co vào, nếu mà anh em có ống co thì dùng ống co nhé.
Rồi. Ở IC chúng ta cũng có một cái rác tay ga, được gọi rác này. Có một số IC thì nó gồm một rác 3 dây thôi, một số IC này gồm 4 dây, một trắng này. Ở đây tôi đã chế luôn một cái rác gọi cho nó nhá. Chúng ta có thể tận dụng ngay cái rác của nó, đây tôi cắt rồi. Rác này chính là rác của cái bộ chống trộm ấy. Còn chúng ta cắt xong chúng ta đảo dây nhá. Đây gọi là chế sẵn rồi này cho anh em này. Đấy, đỏ thì vào cam luôn. Chúng ta miễn là đấu đỏ với đổi đỏ vào đỏ này. Xanh lá vào xanh lá này, đen vào đen này. Rồi chúng ta tiến hành đấu nhé. Đỏ vào đỏ. Rồi xanh lá vào xanh lá này. Thông thường anh em khi mua bộ kit ở shop ấy thì bên shop đã đấu sẵn và chế rắc rồi, anh em về chỉ việc cắm vào thôi, phần dài ngắn có thể cắt bớt. Còn ở đây tôi làm video để giới thiệu và hướng dẫn đến tất cả anh em cách đấu nối thôi. Rồi đây khách ở xa tôi thường tôi làm cái hàng luôn trước rồi tôi yên tâm anh em nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã hàn xong phần tay ga rồi nhá, 3 dây tay ga. Rồi tiếp tục tới rác nguồn anh em nhé. Thì rác nguồn thì tôi đã chế cho rác nguồn sẵn rồi. Đây, đây chính là rác nguồn tôi chế cho anh em luôn. Nếu anh em mua cái bộ full kit shop ở đây nhá. Thì đây tôi chế rồi, thì anh em chỉ cắm rác thôi. Đây, cắm rác này. Thì lúc này này, dây trắng này sẽ vào đỏ to này. Đây chính là cái dây đỏ to này. Đây. Trắng vào đỏ to của IC này. Đấy, đỏ to đây. Thì đến đoạn này nó tôi chích ra rồi. Thì anh em chỉ việc đấu sẵn vào cái đỏ to này thôi. Đấy, trắng vào đỏ to này. Mình tính dây đỏ to đỏ bé là tính từ ở phía IC anh em nhé, chứ không phải tính ở đây đâu nhé, không phải tính ở đây nhé. Trắng và đỏ to này. Rồi, xong trắng đỏ to. Xanh dương này, xanh dương thì vào đỏ bé. Đây, xanh dương chính là đỏ bé ở cái IC này, thì nó đang ăn vào thằng này, chúng ta đấu vào đấy. Rồi, bây giờ xong phần xanh dương và đỏ bé nhá. Tiếp tục còn dây, cuối cùng là còn dây vàng đúng không? Dây vàng của đèn. Thông thường ấy nếu mà chúng ta không chích ở phần trên thì dây vàng này bắt buộc chúng ta sẽ đấu vào dây đỏ của đèn. Nhưng vì chúng ta chích ở cái phần trên này rồi. Trên phía trên này. Đấy. Thì lúc này cái dây vàng này chúng ta sẽ đấu vào âm nguồn nhá. Đây, nó đi xuống đây. Lúc này chúng ta sẽ đấu vào âm nguồn. Đây. Âm nguồn ở đây tôi không có dây màu đen thì tôi dùng cái dây xanh xanh dương này nhá. Đây chúng ta phải đấu dây vàng ở đây. Anh em nhớ cẩn thận nhá. Nếu dùng phương pháp chích
xích tay ga ấy, thì bắt buộc anh em phải nhớ nhá, không nhầm có thể gây ra dập cháy nhá. Đây chúng ta để đấu lốt từ vàng và âm nguồn nhé, là xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần đấu nối rồi. Tiếp tục nha, phần động cơ này. Động cơ nó gồm như này nhá. Động cơ đây nó sẽ gồm 3 dây pha này. 3 dây pha này. Và 5 dây cảm biến nhá. Thì 3 dây pha anh em phải cắm vào đây. Vàng với vàng này. Xanh lá với xanh lá này. Đây, xanh lá với xanh lá này. Tiếp tục xanh dương với xanh dương này. Đấy. Rồi, còn cái 5 dây này cứ từ từ nhá. Anh em ga nó chạy ngon lành rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cắm sau. Đấy, sau khi mà chúng ta đã đấu đá xong nhá. Thì anh em sẽ tiến hành cấp nguồn nhá. Đây là như vậy là xong hết rồi này. Chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn nhá. Đây là quả pin này. Tôi sẽ cấp nguồn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật khóa điện lên nhé. Chúng ta sẽ tiến hành bật khóa điện lên để thử. Đấy, cái này nó báo 26,4V này. Như vậy pin này chưa đầy thôi. Pin này đầy nó có điện áp khoảng 29V đến 29,4V nhé. Bật nước 2 đèn sáng này. Đấy. Rồi, thì chúng ta ra thử trong động cơ cạnh nhé. Chạy rất là tít anh em nhé. Đấy. Sau khi mà động cơ đã chạy rồi nhá, chúng ta giờ chỉ là vấn đề là còn lại là đi gọn lại dây. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ cắm cái giắc cảm biến nhá. Rồi, bây giờ tôi chỉ tiến hành cắm luôn giắc cảm biến cho anh em xem nhá. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu cắm giắc cảm biến này. Thì anh em lưu ý đây. Đi kèm với cái túi bu lông bao giờ có một cái giắc nhựa như này. Ở lúc này ở trên IC này nó sẽ có một cái giắc ngược trắng như này, 5 dây này. 2 dây xanh, 1 dây vàng và 1 dây đen, 1 dây đỏ nhá. Chúng ta sẽ cắm lần lượt đúng màu. Cứ đỏ vào đỏ này. Đấy. Đỏ đấu với đỏ này. Đen đấu với đen. Xanh dương với xanh dương, xanh lá với xanh lá. Hôm nay trời khá là tối rồi, nhưng mà anh em có thể cố gắng theo dõi nhá. Rồi xanh dương với xanh dương này. Rồi vàng với vàng. Xanh lá với xanh lá này. Đấy. Rồi chúng ta cắm vào là xong thôi. Anh em lưu ý là tuyệt đối không cắm hai dây trắng này nhá. Nếu mà trường hợp động cơ nó chạy ngược hoặc là động cơ không chạy, chúng ta mới cắm hai dây trắng này để kích chiều quay cho nó thôi. Từ khi nó chạy được rồi, đúng theo chiều tiến rồi thì anh em không cần phải cắm nhé. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ việc treo cái quy ra lên, xác định vị trí treo quy ra, đi dây sao cho nó gọn thôi là được. Rồi bây giờ tôi sẽ đi lại dây cho gọn nhé anh em nhé. Và túi ra là nó có cái vị trí này thì chúng ta luồn dây nhé. Tất cả những cái dây tay ga, dây động cơ chúng ta lại luồn qua đây được.
anh em lưu ý nhé. Đấy, chúng ta cứ luồn qua hết. Thông thường là cái rắc nhựa này mình có thể là luồn trước đi, xong mình cắm bên trong. Đấy, chúng ta luồn vào nhé. Rồi. Rồi, như vậy là xong hết rồi nhé. Chúng ta sẽ ăn áng các bạn này. Chúng ta sẽ thích cái phần dây thít này cuối cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ cho pin và IC vào trong. Như vậy là chúng ta sau khi đã hoàn thiện chiếc xe ấy, thì nó sẽ như thế này anh em nhé. Đây là chiếc xe mà tôi đã hoàn thiện cho anh em cách. Đây là mẫu xe mà sử dụng túi da nha anh em nhé. Pin cho vào trong túi da này, pin và IC trong này. Đấy. Bộ kit này sử dụng là thứ nhất là tay ga báo vôn này, báo số. Thứ hai đó là đèn LED L4 này, siêu sáng đấy. Thứ ba đó là động cơ. Thứ tư đó là IC nhé. Và thứ năm cuối cùng đó là bộ pin và sạc. Thì bộ kit này tôi sẽ để giá ở phần mô tả anh em nhé. Rất là tiếc khi hôm nay trời mưa nên tôi không thể chạy test cho anh em xem được. Đấy. Sắp tới nếu có thời gian làm những bộ kit nào, tôi sẽ cố gắng làm những bộ video và hướng dẫn chi tiết đến anh em cách đấu nối. Đấy. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo.